Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà duy nhất được thiết kế và xây dựng độc lập, một căn hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại 100m. Từ vị trí căn nhà này rất là gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Căn nhà này có một cái ưu điểm đó là diện tích siêu rộng, có sân cổng riêng quý vị nhé. Hướng nhà là hướng đông nam, nằm trong khu dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa. Tính từ vị trí căn nhà này mà tới bến xe Yên Nghĩa thì nó chỉ khoảng tầm 6 đến 700m thôi. Và từ căn nhà này ra tới trục chính đường Quang Trung ấy thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 250m mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì thiết kế theo kiểu nhà ống, mặt tiền của nó chỉ được 3m, tuy nhiên nó lại được cái chiều sâu. Mời theo em vào khám phá cụ thể. Đây là cái phần sân riêng, cổng riêng của ngôi nhà mọi người nhá. Đó. Đây, có cổng riêng. Và với thiết kế của ngôi nhà tiếp theo thì là có hai cửa chính, với phần cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với thiết kế khá là hợp lý. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Căn nhà này Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, nó ưu điểm là được cái chiều sâu, nó rất là thoáng. Phòng khách, đây là phần phòng khách thiết kế toàn bộ xong hết rồi. Ngôi nhà này được hoàn thiện xong đầy đủ chỉn chu. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1 thiết kế toàn bộ màu sơn là màu trắng, màu gạch là màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Trước đây Ngọc Ánh đã quay video căn này một lần rồi, tuy nhiên nó đang vào trong cái quá trình hoàn thiện, nó còn khá là ngổn ngang. Bây giờ chủ nhà đã dọn dẹp xong sạch sẽ, tinh tươm hết rồi thì em sẽ quay và review lại tinh tươm cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, vị trí của nó gần với bến xe, gần với lại trung tâm hành chính quận. Đi từ cái căn nhà này mà đi ra tới Văn Phú, ngã tư Văn Phú nó chỉ khoảng tầm 3 cây rưỡi 4 cây thôi mọi người ạ. Nói chung là giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Được thiết kế xây dựng một căn duy nhất. Giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 2 tỷ 800 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây, với phòng bếp thiết kế hiện đại đơn giản mọi người ạ. Kia là cái phần để tủ lạnh, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ. Nước thì sử dụng là nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ riêng biệt lắp đặt xong rồi. Đây là cái phần phòng bếp thì ở đằng sau là có cửa sổ mở ra thông thoáng. Phòng bếp, phòng khách đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì nó nằm ở trong ngõ, ngõ của nó không phải là ngõ thông. Ngõ trước nhà 2m thôi mọi người ạ. Hai xe máy tránh thôi. Còn nếu mà ô tô thì nó cách khoảng tầm 100m như ông anh đã chia sẻ. Phần tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này đã có bể ngầm 2 khối 8 ở phía dưới tầng 1, có bồn nước 1 khối ở trên phía tầng 4 và có hệ thống máy bơm nước tổng ở trong phía tầng 4 này, khi mà hết nước thì sẽ tự động bơm lên bể mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng và cái khoảng không mặt bậc của bậc cầu thang đi lên rất là rộng, không bị dốc mọi người ạ. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách là có một cái vách gỗ CNC ở đây. Đó. Căn nhà này cái diện tích của nó là 50,3m trên sổ mọi người nhé. Hướng là hướng đông nam, quý vị nào mà hợp hướng đông nam và muốn mua nhà ở khu vực Hà Đông gần với bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì đừng bỏ lỡ cái video này, bởi vì cái căn nhà này diện tích rộng thì không có quá nhiều mọi người ạ. Đa phần trên kênh của anh, đa phần nó chỉ có diện tích từ 30 đến 35, 38m thôi. Còn hiện tại bây giờ thì chủ yếu nhiều vẫn là 30, 32m xây 5 tầng mọi người ạ. Còn đây căn này thì diện tích rộng cho nên nó chia và thiết kế là 4 tầng. Mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế giống hệt nhau. Hành lang đi vào khá là rộng.
cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ hai bên, thoáng trước, thoáng sau. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài, có ban công mở để đón ánh sáng thực tế vào trong không gian phòng. Ban công này là ban công thật mọi người ạ. Đó. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng, tất cả các phòng và cửa nhà vệ sinh đều thiết kế là cửa nhôm hệ. Phòng vệ sinh thiết kế cho hai phòng ngủ đáp ứng đầy đủ công năng, đầy đủ bồn cầu. Với tầng 2, chủ nhà lắp bình nóng lạnh, đồng thời hệ thống sen cây, bồn cầu liền khối, lavabo đó, đầy đủ cho quý vị sử dụng ở phía trên tầng 2, tầng 3. Mỗi một tầng đều thiết kế đầy đủ cho quý vị. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong của tầng 2. Đấy. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ đều được lắp đặt đầy đủ, giá bán 2.800.000.000 đồng. Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị cũng rất là nhiều lần rồi, giá bán công khai từ chủ đầu tư, giá bán 100% là giá bán từ chủ đầu tư, không báo chênh. Đồng thời tất cả những sản phẩm mà bên nhà tốt quay và gửi cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, không nằm trong quy hoạch, 100% giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu, mọi người hoàn toàn yên tâm về cái pháp lý, về những ngôi nhà mà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị nhé. Đó, cửa thông phòng đây. Với cái phần phòng ngủ ở tầng 2, tầng 3. Tầng 2 thì hiện tại đang lát sàn gỗ ở dưới chân mọi người ạ. Đấy, màu gỗ ở đây là một cái màu óc chó nhạt nhạt, nhìn cũng khá là hợp lý. Mời người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 này thì thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Tầng 1 sân riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Thiết kế hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn đầy đủ công năng cho quý gia đình sử dụng. Diện tích rộng, có rất là nhiều khách hàng thích diện tích rộng, một tầng chia hai phòng, nhưng cũng có những khách hàng thích rằng là một cái phòng thật là rộng, một tầng chia một phòng thôi. Cho nên nhà tốt cũng có rất nhiều cái quỹ căn mà đáp ứng được đúng cái tiêu chí của mọi người. Mà người muốn tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt để em tư vấn trực tiếp cho mọi người trước khi đi xem nhà nhé. Đó, đây là phần tổng quan tầng 3. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một phòng thờ riêng biệt ở trên phía tầng 4. Có trên tầng 4 này thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà lát gạch giả gỗ thôi mọi người ạ. Đó, cũng một căn phòng riêng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn đây là phần sân phơi. Với vị trí căn nhà này thì xung quanh quý vị có thể nhìn thực tế, dân cư rất là đông đúc. Đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Mọi người ạ, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.